Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Đầu video thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn cũng như là anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì sáng hôm nay mình quay một chiếc Wave Alpha các bạn. Wave Alpha này là màu xanh nha. Phiên bản này phiên bản tiêu chuẩn thôi. Thì bản tiêu chuẩn này nó có 3 màu nha, màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Và mình có thêm một cái phiên bản đặc biệt màu đen nhám nữa nha các bạn. Thì cái mẫu này thì cũng là một dòng xe số cơ bản của Honda Việt Nam thôi. Xe Wave Alpha 110 chính hãng. Thì mẫu này thì cũng có khá nhiều bạn đã từ khi mà mới ra mắt á, thì nó cũng có rất nhiều anh chị chia sẻ cho mình rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình ráp và quay và cho các bạn coi chủ yếu là về giá xe nè, chương trình khuyến mãi mới hiện tại mình như thế nào, để anh chị có thể lựa chọn một chiếc xe số phổ thông phù hợp cho học sinh sinh viên cũng như là anh chị có thu nhập tương đối trung bình ha, để các bạn có một chiếc xe được bảo hành chính hãng trong vòng 3 năm, động cơ bền để các bạn có thể di chuyển cũng như là chạy di chuyển hàng ngày cũng như là mình chạy kinh doanh nha. Thì mẫu này thì hiện tại giá bên mình đang để là 19.900.000. Mình giảm trực tiếp tiền mặt cho các bạn 1 triệu, còn lại 18.900.000 nha các bạn. 18.900.000 đã bao gồm VAT và gia bộ sơ gốc. Thì mẫu này thì các bạn mua góp cũng khá là dễ, ha. Ví dụ các bạn trả tầm khoảng 30 đến 50% thì các bạn có lãi suất là 0% nha. Cả 30% thì lãi nó 0.5 nha các bạn. Theo ngân hàng chia sẻ với mình thì lãi 0.5, còn nếu mà các bạn trả được 50% thì là không lãi suất luôn nha. Khá là dễ mua các bạn. Bạn có từ 5 đến 7 triệu, 10 triệu thì các bạn đã sở hữu được cái con Wave Alpha này, và cái lãi suất các bạn cũng rất là nhẹ nha, chứ nó không có nặng như cái lãi lúc thời điểm mà vừa đầu năm vô các bạn. Ngân hàng tính lãi khá là cao, tuy nhiên thì cũng đang dần bình ổn lại các bạn, và giá xe cũng phù hợp để các bạn có thể sở hữu nha. Thì mẫu này thì là màu xanh nha các bạn. Mình gõ ra hết là do khách hàng yêu cầu bên mình là tha mẫu bò sườn đó các bạn, cho nên mình mở ra mình tha luôn. Mở ra mình tha mẫu bò sườn và mình cài số khung số máy. Mẫu này con này thì khách hàng bên mình mua tiền mặt nha các bạn. Khách hàng mua tiền mặt và bên mình chốt giá 18.900.000 ha. Đã bao gồm VAT và mình giao bộ sơ gốc cho anh trai này. Anh trai này thì với thêm nữa bên mình đang có cái chương trình khuyến mãi mới đó các bạn, tức là khi anh chị mua một chiếc xe xong mình sẽ có một lần bốc thăm trúng thưởng nha. Lần bốc thăm trúng thưởng đó thì là 100% trúng quà nha các bạn, 100% trúng quà nha. Bao gồm nè, khi các bạn may mắn á, thì các bạn sẽ trúng được một dây chuyền vàng hoặc là một cái nhẫn vàng nha. Ví dụ bạn nữ mua thì mình sẽ chọn dây chuyền ha, hoặc là nam mua thì mình chọn một cái nhẫn vàng nha. Ngoài ra thì bên mình có thể là trúng thấp nhất là được một chai nhớt các bạn, thấp nhất là được phiếu nhớt nha. Phiếu nhớt thì giống như mình mua xe Wave Alpha thì mình sẽ tặng được một cái chai nhớt xe số Wave Alpha của Honda nha. Ngoài ra thì mình kế tiếp thì mình được thêm 100.000, hoặc là may mắn hơn thì được 300. Còn như anh này sáng mở hàng nha các bạn, anh này sáng mở hàng, anh này bóc trúng 500.000 là mình lì xì lại trực tiếp 500.000 nha. Mình thu thực tế giá xe của anh chị chỉ còn 18.400.000 thôi, mình sẽ trừ trực tiếp vào giá xe cho anh chị này luôn, để anh chị mình dễ ha. Chương trình khuyến mãi này thì cũng có còn kéo dài nha các bạn, kéo dài đến hết tháng 7, nên anh chị nào mà mua xe bên hệ thống Ngọc Anh á, hoặc là mua xe hệ thống bên mình á, thì có thể là liên hệ với cửa hàng để có thể tham gia cái chương trình này. Ngoài ra thì bên mình cũng có tất cả các dòng xe luôn để các bạn có thể lựa chọn nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà quay chia sẻ cũng như là giới thiệu chương trình khuyến mãi mới sắp tới ạ.